Bạn đang có nhu cầu tìm hiểu và mua sắm các sản phẩm về gỗ cẩm. Tuy nhiên thì bạn vẫn chưa biết về tính chất, đặc điểm cũng như là xuất xứ và các loại gỗ cẩm này như thế nào. Thì xin mời bạn cùng chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Gỗ cẩm thì có đặc trưng là vân gỗ rất đẹp, chất gỗ cứng, chắc, bền, tôm gỗ nhỏ và thớ gỗ thì rất mịn. Gỗ cẩm thì thuộc nhóm 1A, rất quý hiếm và được bảo tồn nghiêm ngặt. Có rất nhiều tên gọi khác nhau nhưng mà chính xác là chỉ có 6 loại gỗ cẩm. Thứ nhất là cẩm chỉ, cẩm lai, cẩm sưng, cẩm nghệ, cẩm thị và cẩm hồng. Nếu mà phân biệt theo vị trí địa lý ấy, thì có cẩm Việt, cẩm Lào và cẩm Nam Phi là 3 nơi khai thác nhiều nhất của các loại gỗ cẩm. Để so sánh giá trị của các loại gỗ cẩm thì gỗ cẩm thị được mệnh danh là vua của gỗ cẩm với mức giá cao nhất. Cái vị trí kế tiếp theo ấy, theo thứ tự giảm dần là cẩm chỉ, cẩm lai, cẩm sưng, cẩm nghệ và cuối cùng là cẩm Nam Phi có giá trị là rẻ nhất. Cẩm Nam Phi thì còn được gọi là cẩm hồng và thường được sử dụng làm chiếu ngựa rất nhiều do kích thước gỗ rất là lớn. Về ưu điểm của các loại gỗ cẩm thì vân gỗ cẩm được xếp hàng đầu trong các loại gỗ về mức độ sắc nét và độc đáo. Vân gỗ cẩm thì không hề thua kém vân gỗ xưa, mun, thậm chí là đẹp hơn gỗ chắc. Theo các chuyên gia thì giá gỗ cẩm chưa thực sự cao tại vì thị trường Trung Quốc chưa chuộng và biết đến loại gỗ này. Chính vì vậy thì anh em đam mê đồ gỗ Việt Nam thì có cơ hội sử dụng những sản phẩm gỗ cẩm với giá cả rất là hợp lý. Gỗ cẩm thì thường có đường vân cực đẹp, gỗ rất cứng, không mối mọt và có thể để hàng trăm năm. Càng lâu thì gỗ càng bóng và mịn. Về nhược điểm của gỗ cẩm, tương tự như gỗ mun thì gỗ cẩm rất cứng nên khi để dưới ánh nắng thì có thể bị nứt hoặc nhưng mà khả năng nứt của gỗ cẩm thì là thấp hơn mun. Thông thường thì những tác phẩm từ gỗ cẩm thì mọi người nên phun VU hoặc là phun lót để đảm bảo được sự ổn định của gỗ, tránh nứt vỡ. Bên cạnh đó thì gỗ cẩm có giá thành tương đối cao so với các loại gỗ tự nhiên khác nên nhiều anh em là không đủ khả năng cũng như là điều kiện tài chính để có thể chơi được loại gỗ này. Cách phân biệt các loại gỗ cẩm như thế nào? Thì trước tiên thì chúng ta sẽ nói về gỗ cẩm chỉ. Gỗ cẩm chỉ thì là loại gỗ cẩm được yêu thích nhất hiện tại. Cẩm chỉ thì có vân gỗ rất là nhuyễn, đường vân thường không theo bất kỳ quy luật nào. Mỗi khúc gỗ cẩm thì đều nhìn giống như bức tranh từ mẹ thiên nhiên ban tặng. Đặc điểm nhận dạng của gỗ cẩm chỉ thì vân gỗ như những sợi chỉ chạy quanh thân gỗ và vân gỗ thì thiên biến vạn hóa, sắc nét và rất dày đặc. Trong gỗ cẩm chỉ xuất hiện thêm 3 dòng nhỏ được anh em đam mê đồ gỗ săn đón chính là gỗ cẩm mắt quỷ, cẩm phèo và cẩm đông chuột. Thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về 3 loại gỗ này trong phần cuối video nhé. Tiếp theo là gỗ cẩm sừng. Gỗ cẩm sừng thì là có màu đỏ đen, nhìn gần thì mới thấy được vân gỗ. Chất gỗ thì rất cứng và bền như là sừng. Vân gỗ cẩm sừng thì rất sắc nét. Cẩm sừng một số nơi còn được gọi là cẩm thối. Nhưng thực tế thì rất ít khi có khúc cẩm sừng có mùi thối. Bình thường cẩm sừng nếu mới cưa xong ấy thì mùi thơm đặc trưng của gỗ và để lâu thì sẽ không còn mùi. Nhìn gỗ cẩm sừng thì rất dễ nhầm với hai loại gỗ chính là gỗ muồng đen và gỗ mun sừng. Gỗ cẩm sừng thường được làm giả bởi gỗ muồng đen hay còn gọi là gỗ chiêu lưu. Sự khác biệt cơ bản của gỗ cẩm sừng và gỗ muồng là ở độ cứng và vân gỗ. Gỗ muồng thì có màu sáng hơn, đường vân gỗ thì không sắc nét. Gỗ rất dễ bị móp, gỗ mềm hơn cơ. Cái chất gỗ thì mềm hơn. Giá thành gỗ muồng thì rẻ hơn nhiều so với gỗ cẩm sừng. Chính vì vậy thì gỗ cẩm sừng thường bị làm giả bởi gỗ muồng. Có một loại gỗ khác cũng tương đối giống gỗ cẩm sừng, đó là gỗ mun sừng. Gỗ mun sừng và gỗ cẩm sừng thì đều có màu đen, nhưng đôi khi anh em chơi đồ gỗ vẫn nhầm lẫn giữa hai loại này. Điểm khác nhau chính là gỗ mun sừng có màu đen tuyền hoặc là xanh đen, không có vân hoặc có rất ít vân. Nếu mà để lâu thì sẽ không thấy vân gỗ. Giá gỗ mun sừng thì cao hơn gỗ cẩm sừng. Gỗ cẩm sừng thì có màu nâu đen, vân gỗ khá nhiều, vân gỗ không mất đi như là gỗ mun sừng. Tiếp theo là gỗ cẩm lai. Gỗ cẩm lai thì có gỗ màu đỏ, vân gỗ thì đẹp, nhạt màu hơn so với cẩm chỉ. Đặc biệt thì gỗ cẩm lai có giáp màu trắng tươi, không mối mọt. Đấy, chính vì vậy khi chế tác đồ gỗ thì người ta thường dùng gỗ cẩm lai là để lại phần giáp cho tác phẩm thêm cuốn hút và đặc sắc. Tiếp theo là gỗ cẩm nghệ. Thì gỗ cẩm nghệ là có màu vàng, vân gỗ cẩm nghệ thường kém hơn so với các loại cẩm khác. Nhưng mà cái chất gỗ và cái độ cứng, độ bền thì là cũng không hề thua kém. Điểm nổi bật của gỗ cẩm nghệ là gỗ có màu sáng,
dễ gây được sự chú ý của mọi người so với các loại gỗ khác. Tiếp theo là gỗ cẩm thị. Gỗ cẩm thị là loại gỗ cẩm có giá trị cao hơn một chút so với cẩm mắt quỷ, cẩm lông chuột. Gỗ cẩm thị thì có vân màu đen xen lẫn với thịt gỗ màu trắng ngà. Vân và thịt thì phân biệt khá rõ ràng và sắc nét. Nhìn cẩm thị thì đôi khi người ta thường lầm tưởng là mun hoa và mun sọc. Nhưng điểm khác biệt cơ bản giữa cẩm thị và mun hoa thì chính là ở màu vân và thịt gỗ. Màu vân của mun hoa là màu xanh đen, màu vân của cẩm thị là màu đen tuyền. Cái đường vân của mun hoa thì thường là những cái đường vân kéo dài, đường vân của cẩm thị thì đôi lúc kéo dài, đôi lúc lại chấm điển, nhìn giống như lông báo nên còn được gọi là gỗ cẩm da báo. Đó. Đây thì chính là đặc điểm nổi bật khiến cho giá gỗ cẩm cao hơn so với giá gỗ mun. Mun hoa thì là cái phần màu đen của vân gỗ mun ấy thường chiếm tỷ lệ cao hơn so với gỗ cẩm thị. Khách hàng miền Nam ấy thường ưa thích gỗ cẩm thị hơn, còn miền Bắc thì thường ưa thích gỗ mun hoa. Gỗ cẩm thị thì cực kỳ quý hiếm do là cái tốc độ sinh trưởng và phát triển của cây rất chậm. Mỗi năm thì chỉ ra một tán và hàng chục năm, hàng trăm năm thì mới bắt đầu khai thác được. Tiếp theo là gỗ cẩm thối. Gỗ cẩm thối thì gần giống với gỗ cẩm sừng, đấy, nhưng mà gỗ thì sáng màu hơn, ít vân đen hơn. Sở dĩ người ta gọi là gỗ cẩm thối ấy, bởi vì khi mới cắt gỗ thì gỗ có mùi thối như mùi phân lợn. Đấy, gỗ có nhiều tại các vùng như là Gia Lai, Đắk Lắk. Gỗ cẩm thối rất giống gỗ cẩm sừng. Cái chất gỗ cẩm thối thì mềm hơn, nhẹ hơn, hay bị loãng thân. Cái thành phẩm đôi khi là gỗ bị móp. Gỗ cẩm thối thì ít được sử dụng làm đồ gỗ thủ công mỹ nghệ do gỗ có mùi thối nên là không có tác dụng phong thủy. Gỗ cẩm thối thì chất lượng không bằng các loại gỗ cẩm khác nhưng mà thớ gỗ mịn, vân gỗ đẹp, cứng chắc và nằm trong nhóm 1. Cẩm thối thì thường được dùng làm bàn ghế nội thất. Đấy. Khi đã khô sơn PU rồi thì sẽ không còn mùi nữa. Cách nhận biết gỗ cẩm thối đơn giản nhất là chúng ta sẽ tưới nước ấm lên gỗ và để tầm 3 phút sau thì gỗ sẽ tỏa ra cái mùi giống như mùi phân heo. Cuối cùng là gỗ cẩm Nam Phi. Cẩm Nam Phi hay còn được gọi là cẩm hồng thì là loại gỗ có tính chất tương tự với các loại gỗ cẩm Việt Nam nhưng được nhập khẩu từ Nam Phi. Gỗ có màu đỏ tương đối giống với gỗ cẩm lai nhưng cái giá trị của nó sẽ kém hơn nhiều bởi vì gỗ cẩm Nam Phi thì thua gỗ cẩm Việt về tất cả mọi mặt, quý vị nhé. Đấy, vì độ cứng này, vân gỗ này cũng như độ bền. Nhưng mà cẩm Nam Phi có lợi thế là có gỗ đường kính lớn đấy, để làm các loại sản phẩm như là lục bình, bàn ghế kích thước lớn này hay là chiếu ngựa đấy, rất là đẹp. Giá của cẩm Nam Phi thì cũng rẻ hơn nhiều so với các loại gỗ cẩm Việt. Thế mặc dù vậy nhưng mà gỗ cẩm Nam Phi vẫn xứng đáng là đứng ở nhóm 1A và giá gỗ cũng cao hơn so với các loại gỗ hương Nam Phi khác. Như ở đầu video ấy, thì tôi cũng nhắc đến là 3 loại gỗ cẩm chỉ. Thì sau đây thì tôi sẽ chia sẻ cho mọi người về 3 loại gỗ này. Thứ nhất ấy, là gỗ cẩm mắt quỷ. Gỗ cẩm mắt quỷ ấy, là thuộc dòng gỗ cẩm chỉ. Và cẩm mắt quỷ thường được khai thác tại những cánh rừng có đất đỏ ba gian. Đấy. Gỗ cẩm tại những vùng này thì thường có nhiều mắt gỗ và tạo nên những đường cong huyền bí. Thợ gỗ thì nhìn như mắt quỷ nên là đặt tên cho loại gỗ này là cẩm mắt quỷ. Cẩm mắt quỷ thì có giá cao hơn so với các loại gỗ cẩm thường tầm 20%. Thứ hai là gỗ cẩm lông chuột. Cẩm lông chuột thì là cũng thuộc dòng gỗ cẩm chỉ và loại gỗ này thì có cái chất gỗ này thì có vân dày tới mức tưởng như là lớp lông thú, dày và rất là mịn. Vậy nên người ta gọi là gỗ cẩm lông chuột. Cẩm lông chuột thì cũng có giá cao hơn so với cẩm thường tầm 20%. Gỗ cẩm phèo. Gỗ cẩm phèo hay còn gọi là gỗ cẩm có giá trị cao nhất và khó tìm nhất. Hàng trăm cây gỗ cẩm thì mới may mắn tìm được một khúc gỗ cẩm phèo. Trên màn hình của quý vị thì chính là ảnh của vân gỗ cẩm phèo. Thì mời mọi người cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh về vân gỗ cẩm phèo nhé. Đó. Thì quý vị nào yêu mến đồ gỗ cũng như muốn tìm hiểu các loại gỗ tự nhiên thì hãy bấm đăng ký và theo dõi kênh để cập nhật những video kiến thức bổ ích từ kênh nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.